Nè nè bà coi nè, con của ông cậu Mười ở bên Mỹ vừa mới tốt nghiệp đại học trường y, thấy ghê chưa? Nè con của dì Út, con của dì Út mình nó cũng vừa mới đậu vô trường luật, trời ơi học cái gì mà giỏi dữ không biết nè. Thì có nhìn con người ta mà mắc ham mà. Mình ơi, con của mình á là nó cũng học sinh giỏi 10 năm liền lận á. Trời ơi 10 năm học sinh giỏi mà giỏi cái gì? Giỏi á là chừng nào mà nhất lớp, nhất trường, nhất thành phố, nhất quận kìa. Rồi thậm chí á là sau này mà học giỏi á ha là được học bổng toàn phần, đi quốc tế nữa kìa. Giỏi gì? Nhất lớp còn chưa học xong rồi giỏi. Mà nói tóm lại là nó cũng giỏi đúng không mẹ? Tôi nói không có giỏi cái gì hết á. Dạ. Giỏi cái gì vậy? Học giỏi á nè ba nói con nè, chừng nào mà con học giỏi á, trước mắt là con phải giỏi nhất lớp rồi đó. Còn bây giờ mà không học giỏi á, sau này á đi ra là làm cái thành phần á là trộm cắp, giết người, mắt bọc. Nhìn như con người ta mắt mà mắt ham mà. Về con mình học cái gì mà. Tôi nói bà cứ dạy con vậy đi. Cứ dạ. Khen nó hoài là không bao giờ nó cố gắng hết trơn hết đó. Dạ em. Còn con Thư nha, bà nói rồi đó, con làm sao làm. Năm nay á con phải dứt. Nó đi học rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tôi đang nói chuyện mà. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện mà chưa về học mà sao đi đâu mất tiêu rồi. Thư. Cái gì? Dạ không có gì. Bà đó. Dạ. Bà cứ dạy con kiểu đó là nó có ngày nó hư ra chứ. Bà biết á, bây giờ xã hội người ta ra ngoài kia bao nhiêu người á là không có học hành gì là trở thành tội phạm giết người. Bà thấy thảm sát hàng loạt không? Đi làm việc đi còn ngồi đó nữa. Biết người trong nhà này không ai coi tôi ra cái gì hết à. Tôi hiền quá mà. Tôi hiền quá rồi leo đầu tôi ngồi nè. Trời ơi. Ủa bà đi đâu? Bà đang uống trà mà đi đâu? Thư bị sao vậy? Ủa đi học mà cái nơi đâu rồi? Nãy tôi bực quá tôi quăng đâu mất tiêu rồi. Bị cái gì mà bực vậy? Thì ba tôi đó, chán ghê gì đó. Ba tôi lúc nào hả cũng so sánh tôi với con nhà người ta hết trơn á. Tôi làm gì cũng không hài lòng ba tôi á. Ngộ ha, sao ba bà với bà lúc nào cũng cãi nhau hết vậy? Thì đó, tôi đã cố gắng lắm rồi mà ba không bao giờ nhìn nhận á là tôi cố gắng hay là tôi giỏi gì trơn á. Ba lúc nào hả cũng hả so sánh là con nhà người ta như này, con nhà người ta như kia. Con mình nó thì dày, rồi không biết khi nào con mình mới bằng con nhà người ta. Thôi, ê mà, lấy không có cái nơi đi học á, vô có bị thầy giám thị bắt không? Thôi, tôi không biết đâu, thôi kệ đi, đi. Đã đối với. Bà Dung đâu rồi? Bà Dung. Dạ. Ra nói chuyện nghe nè. Dạ chờ em một chút. Thiệt cái nói chuyện bình thường không được. Chờ một chút, chờ một chút. Lẹ đi. Dạ mình kêu em. Ra ngồi xuống đây tôi nói chuyện về con mình nè. Sao vậy mình? Có chuyện gì hả mình? Không có gì hết á, tôi chỉ muốn dặn bà thôi. Dạ. Là cái chuyện con mình á, bà bớt bớt khen nó lại, hay không? Bà khen nó nhiều quá là nó hư. Đó, con cái là không được khen nhiều. Hư đâu mà hư mình. Em thấy con của mình á là nó rất là ngoan, nó rất là dễ thương, xinh đẹp, nết na, thùy mị, đoan trang. Mà nó học lại rất là giỏi nữa. Mình, bộ mình không nhớ hả? Cứ hễ mỗi lần mà mình đi họp phụ huynh á là cô giáo á của con Thư rất là khen con Thư, lúc nào cũng khen nó là học hành chăm chỉ, biết nghe lời thầy cô, biết nghe lời cha mẹ. Mình phải hãnh diện, phải tự thôi, thôi thôi đi. Tôi thấy không có cô giáo nào khen á, tôi thấy bà khen không à. Bà là bà khen con, bà đội con lên trên đầu rồi ngồi luôn đó. Tôi nói đi nói lại rồi là không có được khen như vậy nữa. Con nhà mình cái gì học hành á thì không bằng cái móng tay người ta, mà ở đó mà cứ nói ngày cứ đi so sánh con
nhà người ta, con nhà người ta. Nè, ta làm bèm cái gì đó? Em không có nói gì hết. À đúng rồi, em chỉ muốn nói là mình ơi, uống cà phê em pha đi. Mình uống thử đi, uống coi coi là cà phê sữa của em pha có ngon như là cà phê nhà người ta hay không. Nè 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 nè, bà nói móc tôi đúng không? Đúng không? Có. Hả? Đâu có đi câu đi cá gì đâu mà móc, khổ ghê vậy đó. Bà đó nha, dạo này là bà nói chuyện là toàn móc câu móc gì đâu không à. Móc họng tôi hả? Quá. Tôi nói đi nói lại là tôi chỉ muốn tốt cho con của mình thôi, không? Chứ dễ quá là nó hư. Mình an tâm đi, em đã nói với mình. Em. Sao? Nhân danh là một người mẹ hiền của con tiểu thư, em xin cam đoan với mình, con của mình là nó chỉ có ngày càng tiến lên và tiến lên thôi. Tiến lên giống như bà đó. Dạ. Mất mệt à? Mệt đâu mà mệt, khổ ghê vậy đó thiệt. Dạ alo. Dạ. Dạ. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi! Con ơi! Con sao vậy nè? Con đi vô đây bà hỏi chị con nè. Con ngồi xuống. Bây giờ con nói đi. Tại sao lên trường học thì không học? Học có lộn. Học... Đó, bà thấy chưa? Bà thấy nó còn nhớ cái nấm đấm nó dằn mặt tôi chưa? Không, con nó đau, nó thổi, thổi. Đau cái gì mà đau? Nó đau, nó thổi. Nó đánh người ta bây giờ mà đau cái gì? Không, có vô tình thì cái này nó chỉ con vô đây thôi. Cái thiệt á, học cái gì không học đi, học quýnh lộn. Mình. Con có biết là bây giờ là mới có bị lớn, con quýnh lộn, quýnh lão. Rồi sau này ra đường cái con gặp người ta, con chướng mắt rồi con giết người ta hả? Trời đất ơi. Mình ơi. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi? Dạ nhiều vậy lần. Con là không có khen. Dạ. Bà khen nó hoài bây giờ nó ra nông nổi rồi nè. Dạ. Trời ơi, mặt mũi nào ra nhìn chòm xóm bà con dạ, nữa. Mình ơi, mình bình tĩnh, mình nghe em nói nè. Em thấy quýnh lộn là nó cũng cần phải có kỹ năng cho nên là chụp. Em nói bậy, em nói bậy. Mình ơi, mình bình tĩnh đi, mình để em dạy con. Từ. Xin lỗi ba đi con. Xin lỗi ba đi. Con có lỗi gì đâu mà mẹ bắt con xin. Cái gì? Con như vậy mà con còn dám nói là con không có lỗi hả? Hả? Ba cho tiền con đi học là để con học hành nên người chứ con học đánh người ta. Ba không thấy nó đánh con bù đầu đi luôn nè. Bù đầu cái gì? Con đánh người ta rồi nhiều khi tóc rối lên có sao đâu. Ba hỏi con nha. Con quýnh người như vậy á là con thấy đúng hay con sai? Đúng sai sai hơn xui. Ba đúng rồi, hơn xui mà ơi. Tức quá trời ơi, con với cái nó chả treo tôi vậy đó. Con bị bà dạy lại nó rồi giờ sao? Tôi không được. Tôi hôm nay nè, bà nói cho con nghe nè, tôi phải chấp hành gia pháp cái nhà này hả? Người ta nói cái gì quốc pháp cái gì đó quên rồi. Gia quy. Bà đi vô bà lấy cái cây cho tôi. Đi vô lấy cái cây đi. Cây em giục hết rồi. Mình ơi, em giục hết rồi. Bà giục rồi. Mình tiếp. Con ơi, xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba đi. Con có lỗi gì không xin mẹ? Đó, nó đâu có lỗi gì đâu. Nó làm chuyện động trời vậy mà nó còn không chịu xin lỗi tôi. Trời ơi, làm chuyện động trời. Hôm nay tôi phải chấp hành cái gia pháp nhà này. Người ta nói cái gì? Quốc có quốc pháp, rồi cái gì nữa đó? Gia có gia quy, con đâu quên hoài. Gia có gia quy. Dạ. Tôi phải chấp hành gia pháp ở nhà này. Bà vô lấy cái cây cho tôi. Đi vô. Dục hết rồi. Sao bà dục cái cây của tôi? Chứ để nhà ông đánh nó làm sao? Tôi đánh nó hồi nào đâu? Bây giờ tôi mới đánh nè. Mình ơi, con xin lỗi bà đúng không? Chạy con ơi, chạy. Chạy được đây. Mệt quá. Tôi mệt quá mà. Trời ơi, con nhà người ta thì học hành giỏi giang, lên trường á làm trò ngoan, về nhà làm con ngoan. Còn con nhà mình là thiệt á, trời ơi. Bà thấy chưa? Nói một câu là con nhà người ta, hai câu cũng con nhà người ta. Không nói vừa biết á, con nè, Tăng Thị Tiểu Thu, trong cái nhà này hả, con cũng hả lạ lùng, cũng ngộ nghĩnh vậy. Chứ ba không focus vô con, ba không tập trung vô con. Focus là cái gì? Tập trung trên nó mới dễ thích. Người ta mấy cái phim mà mấy đạo diễn đang phim đánh nó focus là tập trung. Ba có tập trung cho con, ba đâu có tìm thấy mấy cái điểm hay ho của con đâu. Đi đánh lộn mời muốn chết, về nhà còn dí nữa, mất suốt vậy. Ủa? Phải con mình ta sao bữa nay nó dữ vậy? Trời ơi! Dạ. Bà thấy chưa? Dạ thấy. Bà thấy chưa? Bây giờ dạ. Nó dạy luôn tôi kìa đấy. Dạ thấy. Bây giờ. Dạ.
Dạ làm gì Mình ơi? Mình ơi, em rối quá. Phải làm cái gì đây? Dạ. Tìm cái gì đó. Dạ tìm cái gì? Mình ơi, mình tìm cái gì vậy? Tôi tìm cái gì đó. Tìm cái gì? Em tìm phụ cho. Lấy cái gối cho tôi. Mình ơi. Gì? Không lẽ giờ nằm canh nó hoài vậy? Tôi nhất quyết là lần này tôi sẽ xử nó. Tôi sẽ không có cho nó ra ngoài, không có cho nó ăn cơm. Bà đó, lần nào bà cũng bênh vực nó, thành ra nó hư đó. Lần này tôi cương quyết lắm. Mình ơi. Gì nữa? Nào giờ chuyện dạy con là mình dạy. Chứ em đâu có dám nói gì đâu. Nhưng mà cái gì thì cũng phải nghe con nó nói chứ. Con Thư nhà này cãi thì giỏi, chứ nói gì mà nói. Em hỏi cô giáo rồi. Cô giáo nói là nó đánh bạn là có nguyên nhân. Là tại vì nó binh bạn. Mình cũng biết tính con mình rồi mà. Hễ mà nó thấy cái chuyện bất bình là nó lên tiếng. Đó. Em đồng ý là nó đánh lộn là sai. Nhưng mà là mình phải nghe cái nguyên nhân, cái mục đích của nó. Bây giờ mà mình nói nó là sai hoàn toàn á, thì nó phản ứng như vậy là đúng rồi. Đó, 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 đó. Nè, đúng là đúng, sai là sai. Chứ không có biện minh theo kiểu là tôi làm đúng nhưng mà tại vì tôi hành động sai. Không có được. Lần này anh đã nói với em rồi, tôi nhất định là tôi phải xử phạt nó. Tôi cương quyết, đừng có mà xin xỏ gì hết á. Đau lòng quá. Em mang con Thư ở trong bụng 9 tháng 10 ngày. Cái giây phút mà nó chào đời, trời ơi, em như chết đi sống lại. Rồi bây giờ mình không cho con ăn cơm. Trời ơi, con tôi. Tôi xin bà mà trời ơi, bà biết cái tính tôi, mỗi lần mà bà ca cái bài ca này là tôi chịu không có được. Mà trời ơi, thôi đi. Trời ơi, chứ bây giờ bà muốn tôi làm sao đây? Thả con Thư ra. Thôi, 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 được rồi. Bà làm ơn, bà xuống bà dọn cơm đi, để tôi tính, tôi tha cho nó. Thư ơi, bà kêu xuống ăn cơm kìa con. Trời ơi, bà làm chán vậy đó, trời đất ơi. Thư ơi. Nó đi rồi. Cũng tại bà chiều nó nên nó hư, thấy chưa? Phạt nó cũng không sợ, dám bỏ trốn đi. Nhìn con người ta kìa, có đứa nào mà như vậy không? Ranh giới đúng sai trong gia đình vốn rất mỏng manh. Chỉ là bản thân chúng ta chịu lắng nghe tới đâu và nhìn nhận như thế nào thôi.